Theo kế hoạch thì chiến dịch tiêm miễn phí vaccine rubella và sởi sẽ được triển khai từ tháng 9 năm 2014 cho đến hết tháng 2 năm 2015 với 23 triệu trẻ em trên toàn quốc được tiêm. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, chiến dịch này sẽ diễn ra vào đầu tháng 10 tới với trên 1 triệu trẻ trong diện được thụ hưởng. Theo Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố Hồ Chí Minh, đợt tiêm chủng miễn phí này sẽ kéo dài 6 tháng. 1,3 triệu trẻ em toàn thành phố sẽ được chia làm 3 đợt với những nhóm trẻ có độ tuổi khác nhau. Đợt 1 dành cho trẻ từ 11 đến 14 tuổi. Đợt 2 dành cho trẻ từ 6 đến 10 tuổi. Đợt 3 dành cho trẻ từ 1 đến 5 tuổi. Trong số đó, khoảng 1 triệu trẻ em đang trong độ tuổi đi học. Do đó, việc tiêm chủng miễn phí sẽ được các trạm y tế, xã, phường phối hợp với các trường học để tiêm ngay tại trường. Hiện tại, Sở Y tế thành phố đã yêu cầu các địa phương thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo an toàn cho chiến dịch tiêm chủng trên diện rộng. Bên cạnh đó, ngành y tế thành phố đã điều tra trong nhiều tháng để lập danh sách, kế hoạch để đảm bảo không bỏ sót trẻ cần tiêm phòng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, 7,2 tỷ đồng đã được đầu tư thực hiện chiến dịch, trong đó 4,7 tỷ đồng là tiền được tài trợ. Trước đó, từ đầu tháng 9 năm 2014, chương trình tiêm chủng quốc gia sởi rubella đã bắt đầu được áp dụng tại một số địa phương.